con cảm thấy tiếc, tại vì ba chị bị bệnh hết nay mười mấy năm rồi, và cái bài thuốc này chỉ nói truyền miệng giữa người này người kia khi mà mình gặp thôi, chứ còn thông tin cả nước Việt Nam hay là không có chia sẻ hết được. Đúng rồi. Đó, nhưng mà thay vì của, như của cái chị đó thì thay ăn con mực nó sẽ cầm chừng hoặc là nó giảm xuống, bây giờ thì nó lại bị nặng hơn nếu mà không có biết thông tin đó, nên là mình đáng tiếc chịu đó, nên là bây giờ phải có nhiều thông tin chia sẻ lên thêm, nên là đỡ cho bà dạ, con sẽ những ai mà hỏi con sẽ lưu lại thông tin lắm. Rồi những người nào hết á mình sẽ lấy những cái thông tin đó mình chia sẻ thực tế lên để cho người ta biết, người ta tin tưởng và người ta ăn. Rồi cũng không ngờ là nhiều người bị suy thận dữ vậy, khi mà con đưa lên rồi ai gọi điện nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng có cuộc gọi hỏi thăm. Chỉ do cái số lượng mà theo con mình bệnh bắt đầu mình mới theo dõi trên đài là tập hợp là cái bệnh thận này dữ tợn lắm. Bây giờ nó nhiều dữ lắm chứ không phải mà mấy phần trăm. Tôi nếu mà không có vụ con mực này tôi chắc chết lâu rồi, chết lâu mười mấy năm rồi, bác sĩ chạy rẫy cho tôi biết là ông chích gì sẽ chết thôi. Nhưng mà khi mà tôi hết rồi lên ổng còn ổng sẽ chỉ là trong xét nghiệm ra đưa ra để mình chờ là kết quả đó, là ở phòng nội tiết đó, là ông bên bác sĩ đó ở phòng nội tiết thì ổng lật sổ tôi, ổng coi, ổng báo tôi là thận ông hết rồi, mà ổng còn nói sao kỳ ta, ổng cứ lật tới lật lui hoài, ổng suy nghĩ. Ông không hỏi tôi ông có ăn gì không, ông không hỏi tôi cũng không nói nữa. Mà ông cứ la sao kỳ ta hoài à. Mà hồi kia là tôi hỏi ông đã cho tôi biết ông vậy đó chết chết thôi. Là bữa đó gọi điện hỏi là ăn luôn hả? Rồi sáng lại là tối đó là sáng lại dưới đó cổ mực nhiều không? Trời ơi dưới em cổ mực dữ tợn lắm. Tôi tháng chờ mưa xuống chứ tháng này là đầy nước dùng ra. Rồi dùng nước ngọt mà. Nước ngọt mà. Quanh năm là cái cây cổ mực đó. Dạ. Không? Nó đó. Mà cây bên đây nó khằn hơn bên kia, cây nó mẩn lắm, ngọt lắm, nhìn lắm. Vậy dễ ăn hơn. Giờ thấy cũng đẹp lắm chứ. Nó non mình dễ ăn. Dạ. Nói chung hỏi thăm chú vậy em con mừng chứ gì chứ. Dạ. Nói chung là mình đích thân lên mình gặp. Một số người thì họ muốn đến đây thì con mới nói là theo cái hướng dẫn đó là làm được rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn đến để mình tin tưởng hơn để mình siêng năng trong việc ăn cỏ mực á. Đúng rồi. Thì cứ đến đây để nghe ba trực tiếp nói chuyện để dễ thực tế hơn. Mình yên tâm hơn không dạ, cái đó nó thật tình nó tại dạ. Vì cái bệnh mà dụ mình bệnh vậy là con mình bệnh thì mình sốt ruột giả dạ. Dụ mà cái chính cái người đó mà thực tế mình trực tiếp gặp được á là mình yên tâm hơn bất cứ cái gì hết dạ. Là mình có cái niềm tin rồi mình dễ mình tác động với cái tư tưởng nó nữa rồi cha gặp chú đó bác đó rồi dạ. Là ổng đích thân ổng hết mà ổng chỉ mấy người hết rồi là cha có gặp người đó rõ ràng đàng hoàng dạ. Tôi là mình yên tâm. Tôi lúc trước là tôi ăn mệt mài ăn thì ăn vậy chứ mình cũng không hy vọng nữa, nhưng mà dạ. Tại vì mình bệnh thôi, ăn mẹ nó tới đâu tới. Như ông chú đây là người ta chia sẻ lại cái cách ăn, cách uống, cách điều trị của người ta nó khác dạ. Ông kia mang tính chất kinh doanh thì nó lại khác. Không, cái đó mình thấy rõ ràng. Mà cái này mình đâu có cỏ, đâu có tốn được bạc nào dạ, đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc đầu ăn đã nhiều người kết quả rồi. Lúc đầu bạn nói là tưởng đâu là không có ai quan tâm chuyện này, nhưng mà thật sự khi đưa lên thì rất là nhiều người bị bệnh thận. Và cái này mình chia sẻ làm sao mà dễ hiểu nhất, đơn giản nhất để người ta có thể tự đi kiếm cỏ mực, người ta ăn, tự làm ở nhà. Đúng rồi. Dạ. Cho nó tiện. Chứ nó đỡ cho cái số người ta có bệnh, anh nói đúng rồi. Dạ. Đây cũng như mình, ai mà ấy mình chỉ làm phước đó. Trời ơi, mừng dữ lắm chú ơi, chứ không phải mà vợ chứ. Đâu phải mình chỉ tầm bậy tốn tiền mà nó mới tiền mất tật mang đâu. Dạ đúng rồi. Bởi cái ông nãy tôi nói ông không có... Có mực không tốn đồng bạc mà ông không ăn là ông chết liền bây giờ nè. Nghe thấm mà sao vậy? Ăn mà lại ăn nhiều nữa chứ. À, ăn nhiều thì ổng ăn nhiều. Ổng là tôi ăn là một chén vậy nè. Ăn lần ăn 20 ngày lên xét nghiệm lại hết trơn. Còn tại vì ổng thấy chú ở đây hết. Thực tế đây rồi. Hôm bữa con cũng làm cái video này đăng lên, cái ông thầy á, ổng mới gửi cho một cái bộ sách là 5 cuốn về cọm nhà về suốt thuốc nam của mình để tìm hiểu thêm. Để khi mà mình nói thì mình phải có kiến thức cơ sở để cho người ta tin. Giống như nãy con nói là cỏ mực á, khi con tìm hiểu thì cỏ mực là không có độc tính á. Mình có thể ăn gấp 10 lần cũng không sợ. Không có sợ trúng thuốc đâu chứ không có nhiệt. Dạ, đó thì mình sẽ có nhiều thông tin mình tìm hiểu thêm để cho giúp được nhiều người hơn. Đúng rồi, để người ta cái bà con ta nhiều khi ta uống mà ta không biết uống dạ, cái gì. Dạ, ta sợ uống nhiều quá thì còn em bây giờ em đang làm ở nhà là nói chung là bữa đầu á thì cho ăn một cử là 150 gram. À, bữa sau là hai bữa sau là quen khoảng là 200
Đi qua bữa sau thấy nó ổn, hỏi trong mình thấy không có gì, bình thường thấy khỏe khỏe bình thường, quốc lên 2 gửi, bây giờ tới 300 rồi cả đó là bắt đầu 300 nhiều quá rồi, ăn hết đâu nổi nữa. Dạ, 300 một nạm vậy ra thì bao tử nó còn làm việc nữa. Ăn gì vừa thôi, nhưng mà mình ăn ngày mấy cử vậy đi. Sau khi tôi hồi đó bị bệnh vậy ra cần cẩu, tôi trả lại cho công ty về Sài Gòn đi lắp ráp, đặng chiều về rồi nó ăn được ba cỏ mực à. Rồi khi hết rồi tôi mới ra Đà Nẵng, không còn chích nữa, ra Đà Nẵng mới đi làm ngoài. Chỉ số này hồi đó của chú cũng cao dữ nè. Đường này đường huyết 553 là tôi gần chết rồi nè. Đúng rồi. Gần chết rồi. Dấu là cho hết có đường huyết cao lắm. Có 110 à. Ừ đúng rồi. Mà này là 553 là bác sĩ kêu lúc mà vô nước biển tôi nhập viện rồi là bà xã. Bác sĩ kêu bà xã tôi coi chừng sợ bị hôn mê đó. Còn thận thì suy thận mãn luôn. Nó ra khoảng 150 là bị cao rồi đó. Còn đây đúng rồi, đúng rồi. 553. Thấy cái số dùm quá là không. Bởi tôi nói khi mà tôi 72 kg mà khi bệnh rồi vô nhập viện về cân lại còn 48 kg. Đó, thì sau này thì ba khám lại cũng trong 2003 nè, 2003 thì đó, cái đường huyết nó cũng giảm về bình thường nè, 121 đó, xuống. Rồi cái cetanin nó xuống 1.1, thì nó từ 0.7 đến 1.5 là của người bình thường đó. Cái này 0.9 này 1.1. Năm 30 tháng 4 năm 2002 là nằm ở Chợ Rẫy á. Ừ. Là nay mười mấy năm rồi. 30 tháng 4 này nữa 15 năm. Chứ nếu mà cái trường hợp mà Thận mà cứ chích hoài như thế đi rồi, nó đi sẽ tăng lên. Đi mở cái. Mấy là tôi chết lâu rồi, tôi hết rồi chết lâu rồi chứ. Không có được lâu rồi, mất lâu. Mười mấy năm mà Thận nó càng ngày càng tăng. Giống như cái chị kia là mới có một năm mà từ suy thận qua chạy thận luôn là thấy không? Anh thấy đâu mấy là tôi đâu mà là thành cỏ lâu rồi. Nó nhanh lắm, nếu mà mình không uống, không điều trị, không gì là nó sẽ chuyện, tự nhiên nó chuyện là nó chuyện cho nó. Đã bác sĩ cho tôi biết là không vậy tới chết thôi. Tại vì em cũng theo dõi trên đài á, thì thấy nó bác sĩ nào cũng vậy, đài nào nó cũng nói cho mình tham khảo mấy cái chuyên gia thì nó cũng trả lời rõ ràng nha. Nói chung là làm chậm quá trình phát triển thôi chứ còn không hết. Nói chung là xưa giờ học cả thế giới giờ tôi chưa không có ca nào mà Việt Nam mình lại có cái bài thuốc đông y thuốc nam á rất là hay. Đó, mà do mình xài thuốc Tây nhiều quá thì mình lại không có tin được, không tin làm được của mình. Thì lúc năm 2002 đó là nhập viện là mới biết là lòi ra cái suy thận mãn này chứ tôi cũng đâu biết bị hồi nào. Vậy tới chết thôi đó mà tại sao hết mà ông cứ lật qua lật lại hoài, ông có hỏi ông về nhà ông có ăn gì không? Thấy không? Ông không hỏi, ông cứ la sao kỳ ta quá. Thôi ông không hỏi tôi con không nói gì. Chứ không hỏi, ông không hỏi mình ăn được luôn. Không hỏi. Ông la sao kỳ ta. Cái suy thận là tiền thuốc nó rất là mắc tiền. Đó, nhưng mà nó lại càng ngày càng nặng. Mà cái cỏ mực nó trị hay đúng là cái bài thuốc nó tuyệt vời. Nói chung nó đúng theo cái bệnh đó. Bài thuốc mình dễ kiếm nữa, dễ kiếm. Nói chung cái thận này nằm mình thì mình không biết, nhưng mà xưa nghe ngoại đồ hồi xưa là nói gì thận ổng hồi xưa ổng cũng nói cái dạng mà có mực nữa mà chưa nói, chung mình nghe nói thôi chứ mình đâu có biết, mình không biết cách điều trị làm sao hay là sao không biết. Hồi xưa là ngoại cũng nói rồi, nhiều khi bị này là bắt đầu mới tham khảo mấy bạn nó cũng nhớ lại đồ này cứ kể trời hồi đó bà nội ta cũng vậy đó, không suy thận là mà hái có mực ăn. Hồi xưa là đâu có đúng rồi, từ xưa là đã còn bây giờ mình ăn rồi mình đi xét nghiệm. Mình không có xét nghiệm, không có xét nghiệm nên nói không ai tin được. Không có cơ sở. Còn giờ mình ăn rồi mình xét nghiệm rồi coi nó giảm nó như thế nào, có hết không? Hồi xưa thì ông bà kiểu yếu sinh lý thôi. Giờ gọi sinh lý yếu thì bắt đầu nó gọi là mày bị thận rồi đó, suy thận rồi. Là hồi xưa chỉ có bài bằng cách đó thôi chứ đâu có cơ sở gì để chứng minh là hết đâu. Còn giờ mỗi tháng mình đi kiểm tra thì cái chỉ số nào nó tăng nhiêu giảm nhiêu thì đúng rồi mình kiểm tra được, nắm được.